Rồi sau khi đã hướng dẫn về các thiết bị này rồi, thiết bị này đúng không ạ? Thì giờ Phương sẽ tiến hành là gắn bóc lên, thì mình làm giống như một cái điện nhà, rồi mình triển khai từ từ ra ha, cho các bạn xem hiểu luôn. Để Phương có cái này thôi. Rồi. À, giờ mình giả dụ cái tình huống hơi tiếp tiếp thì giờ có nghĩa là ở trên nhà của mình á, nếu các bạn đi nổi đi âm gì á thì thường là nếu như làm nhà thì đi đế âm, cái này đế nổi ha, cái loại đế âm thì nó có cái lỗ kia, nó rẻ tiền hơn thôi. Thì cái này cái bóc này, cái này là bóc chia, thì giờ Phương làm ở ngoài cho các bạn thấy ha. Đó thì đây là bóc chia, thì đây thì giờ Phương đang tính là thiết bị cũng gắn dưới đây, thì cái này mà giả dụ là mình ở trên nhà đi, ở trên đó thì cũng giống như Phương có làm á, bữa trước cũng có quay. Thì đây gắn cái trước, thì mình gắn mấy cái bóc trước, trước tiên là mình phải gắn mấy cái này để rồi mình đi dây điện. Phòng cái mình làm một cái hộp hộp bóc bự, hộp bóc bự á, cái rồi mình chia ra những cái hộp bóc nhỏ mình đi đâu đó thì mình chia ra ăn ha. Giờ cũng làm cái này giả dụ trước rồi, thì giờ mình cũng bắt đầu mình gắn thiết bị. Thì ví dụ ở nhà bếp thì vẫn có là ổ cắm, vẫn có đèn đúng không ạ? Thì đây trước tiên mình gắn cái bóc trước, cái đế trước, cái đế này nè. Cái đế này các bạn muốn vô điện sao thì Phương chỉ cho các bạn mua một cái múi khoét nha. Để mình coi múi khoét nổi đi, múi khoét này nhỏ quá, để em lấy cái múi khoét 20, chờ một chút lấy cái múi khoét nè. Đây này các bạn đi ra ngoài các bạn đi mua một cái múi khoét hình tháp này nè, nó tới bốn mấy lận thì mình khoét tới 20 thôi. Cái tại vì cái bóc của Phương là đang đi ống 20 thì ra các bạn mua cái mũi màu vàng á cho nó rẻ nè, cái này nó tới 32 chứ quên, thì các bạn mua cái này Phương mua tới 700 ngàn lận, thì do xài chuyên nên là mua cái cho nó xịn. Còn mà ra ngoài mua cái hình tháp kia nó có đâu có trăm mấy 200 gì á, cũng là hình tháp vậy luôn mà nó màu vàng á, nó rẻ hơn à. Thì mình cũng gắn vô cái máy thôi đó đó. Thì ở đây trên đây nó có cái số nè, trên có số 20 nè đúng không ạ? Nè có cái số 20 thì mình khoan cho nó tới 20, ví dụ như mình tùy theo mình đặt cái hộp bóc mình muốn cho nó có hướng nào. Giả dụ như giờ Phương đặt dày thì ở trên này xuống đúng không ạ, thì mình phải khoét lỗ chỗ này đó, còn mình đặt dày thì mình khoét lỗ bên hông. Nè cái này lớn quá. Mua cái gì bỏ vô đó, mình mua cái mũi này nè đó, mình lả cái lỗ này nè bỏ vô rồi xong nữa nè đúng không ạ, thì dặn vô thôi. Rồi ok, rồi xong rồi đó, xong một kỳ tác rồi nè, đây nha đó. Thì giờ mình chỉ việc là gắn vô, mình tùy theo mình đi ống thôi, mình muốn để sao mình để. Thì giờ Phương vậy đi đó, làm từng bước nên là nó hơi lâu nha các bạn. Vít này dài quá.
các bạn. Xong rồi, giờ tiếp theo cái này là mình dành cho ổ cắm, đúng không? Đó, ổ cắm thì mình giới thiệu rồi, cái video trước á mình giới thiệu là nó có mấy cái loại rồi, thì tùy mình muốn nhu cầu như thế nào thì mình mua mình sử dụng như thế đó. Thì cái đó là mình đang muốn là cho nó thành ổ cắm. Giờ thì đương nhiên nó phải có một cái đèn nó, đúng không ạ? Thì mình phải có một công tắc, có cái đèn thì phải có công tắc, đúng không? Thì công tắc vào đây, mình phải đi cho nó một cái mặt công tắc nữa. Thì không bỏ đây đi, bỏ dưới đây đi. À, dưới đây nó còn giờ cho nó công tắc phía dưới cho nó gọn, thì nó hết có bảnh rồi, bảnh nó nhỏ quá thì tùy các bạn có thể làm mình làm sao cho nó hợp lý thì được, chủ yếu là hiểu cái nguyên tắc thôi nha. Thì cái này ở đầu đi điện, dây điện xuống đây. Rồi mình gắn cái này nè, mình gắn cái công tắc đây, đó, để kiểu vậy đó. Các bạn thấy không ạ? Rồi, sau khi từ sớm giờ Phương làm rồi á, thì các bạn thấy hình dung không ạ? Đó, Phương cho nó cái nguồn nó đi ở trên, nguồn chính nó đi ở trên, bắt đầu là mình gặp cái đầu mình chẻ xuống. Thì đây là giả dụ là nhà trên, nhà dưới, nhà bếp gì đó, phòng khách gì đó. Thì Phương làm đơn sơ vậy thôi. Rồi đó là ổ cắm. Ở dưới là mình làm công tắc. Chút xíu thì cái thiết bị đèn á, thì Phương cho Phương treo ra ngoài luôn. Đó, như vậy ha. Thì giờ á là coi như là đã hoàn chỉnh, mình đi ống trước
rồi mình gắn bốc trước cái này nè. Cái này mình gọi là cái đế. Các bạn nhớ à. Cái này mình gọi là cái đế. Đế nè. Cái này gọi là cái kẹp. Ha, Phương đang đi ống 20 nên cái kẹp 20. Đó. Còn đây thì đây nè, còn đây là cái mang sông nối. Ha, nối đang nè, nối bốc nè, nó mình khoan xong cái mình nối. Đó ha. Thì vậy các bạn hình dung không ạ? Rồi. Như vậy là cái là dễ dàng rồi đúng không ạ? Rồi, thì giờ video sau Phương sẽ đi dây và gắn thiết bị cho các bạn xem nha. Do là video này nó dài quá rồi nên là Phương không có làm nữa. Phương chuyển qua ngày hôm sau, giờ cũng đú quá rồi, cũng hơi trễ. Rồi vậy nha, rồi tạm biệt mọi người. Hy vọng mọi người có thể hình dung được câu chuyện là nó đang vô guồng chuẩn bị đi như thế nào rồi đó. Rồi cảm ơn mọi người rất nhiều. Nếu mọi người cảm thấy thích thì hãy cho Phương một lượt đăng ký kênh, ủng hộ kênh Phương nha. Rồi máy bay, tạm biệt mọi người.